Best Multi, viết xuống viết xíu để khá nâng cao. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào bán kết SEA Games với những kết quả rất thuyết phục ở vòng đấu bảng. Đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn đầu bảng A với 2 trận thắng, ghi được 9 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn. Bước đầu khẳng định vị thế của ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Bước vào trận bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam đang tràn đầy sự hưng phấn và tự tin. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sở hữu đội hình có chiều sâu lực lượng khi chất lượng đội hình đá chính và dự bị không quá chênh lệch. Đây là thuận lợi rất lớn để đội tuyển nữ có thể linh hoạt điều chỉnh chiến thuật và lối chơi. Ở phần sân bên kia, nữ Myanmar cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc nỗ lực gây bất ngờ ở SEA Games 31 qua việc cầm chân Thái Lan ở vòng bảng. Trên thực tế, Myanmar cũng là đối thủ đầy khó chịu và thường gây nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở các giải đấu gần đây. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải thận trọng trước đối thủ này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung có khá nhiều lựa chọn nhân sự cho đội hình 352, song ở trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng này, những trụ cột giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Trương Thị Kiều hay Bích Thùy sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Myanmar đã khá thành công với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 tại SEA Games 31 và chắc chắn sẽ đem tới nhiều khó khăn cho nữ Việt Nam bằng lối chơi giàu thể lực. Các chân sút như Khin Malatun, Tôn Win Thang Di, Miat Nokhin sẽ đóng vai trò trụ cột. Lần gặp nhau gần đây nhất tại vòng chung kết Asian Cup 2022, Việt Nam đã bất phân thắng bại với Myanmar với tỷ số 2 đều. Còn thống kê trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 8 bàn và thủng lưới 5 bàn trước Myanmar. Đội tuyển nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở các giải đấu chính thức với 4 trận thắng tại Asian Cup 2022 và SEA Games 31. Thất bại duy nhất là trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc. 5 trận vừa qua, nữ Việt Nam ghi được 13 bàn, thủng lưới 5 bàn. Myanmar bất bại và cho thấy phong độ ấn tượng tại SEA Games 31 với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Còn trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận, ghi được 7 bàn và thủng lưới 5 bàn. Tỷ lệ kèo của trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam chấp Myanmar 3/4 trái. Dù Myanmar đã quá hiểu lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung và chắc chắn sẽ đem tới nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng với tỷ lệ chấp không quá cao, người chơi có thể đặt niềm tin vào đội chủ nhà ở trận đấu này. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2/1/2 trái. Lối chơi đeo bám và giàu thể lực của Myanmar có thể sẽ khiến các chân sút của đội tuyển Việt Nam không ghi được nhiều bàn thắng như ở các trận đấu tại vòng bảng. Hơn nữa, đây là trận bán kết có tính chất quyết định, hai đội sẽ rất thận trọng và khả năng trận đấu khó chạm mốc 3 bàn. Thể thao và văn hóa dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Myanmar với tỷ số 1-0.